Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan báo chí xuất bản. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị quán triệt chuyên đề những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, gồm chủ đề Đại hội 13, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, dự báo tình hình thế giới và trong nước, quan điểm chỉ đạo và quan điểm phát triển mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, chuyên đề những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản, tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Qua đây nhằm giúp mỗi cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững và hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.